Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Theo lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay ngày 25 tháng 9, các sân cỏ nước Anh sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng 6. Trong ngày thi đấu hôm nay, có nhiều trận đấu hay, được dự đoán hấp dẫn và kịch tính. Trận đấu đáng chú ý nhất là màn đại chiến của Chelsea với Manchester City trên sân vận động Stamford Bridge. Nếu như Manchester City đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu, thì Chelsea nổi lên là ứng viên số 1 cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Chelsea hiện cùng Manchester United và Liverpool duy trì thành tích bất bại ở sân chơi danh giá nhất nước Anh. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel sút tung lưới đối thủ tới 12 lần và chỉ để lọt lưới 1 lần. Chelsea không chỉ phòng ngự hay, tấn công giỏi mà còn khiến các đối thủ khiếp sợ khi nhiều vị trí trong đội hình đều có thể ghi bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea đã có 10 cầu thủ ghi bàn khác nhau sau 5 vòng đấu, một con số thống kê vô cùng ấn tượng. Ngoài lợi thế sân nhà, phong độ ấn tượng hơn, Chelsea cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước thiếu gia thành Manchester. Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Manchester City. Nếu đánh bại Manchester City ở trận đấu đêm nay, Chelsea sẽ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử thắng 4 trận liền trước một đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Pep Guardiola. Bên phía Manchester City, sau khi thất bại 0-1 trước Tottenham ở trận ra quân, Manchester City đã trở lại mạnh mẽ bằng những chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Norwich City và Arsenal. Họ cũng đánh bại Leicester City với tỷ số 1-0. Nhưng ở vòng đấu trước, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã bị Southampton cầm hòa với tỷ số 0 đều. Đây là trận đấu mà Manchester City kiểm soát bóng vượt trội, tung tới 16 cú dứt điểm nhưng chỉ có một cú sút đi trúng không thành. Điều này cho thấy sự yếu kém của các tiền đạo bên phía nhà đương kim vô địch. Lối chơi của Manchester City không có nhiều thay đổi, con người của họ vẫn rất tốt, nhưng việc hàng công thi đấu thiếu hiệu quả rất có thể sẽ khiến đội bóng này ôm hận trước Chelsea. Bởi vì đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel từ khi có thêm Lukaku như hổ mọc thêm cánh, họ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối phương. Đây là trận đấu của hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, nó cũng là trận chung kết của giai đoạn lượt đi, nên nếu đội bóng nào giành chiến thắng, họ sẽ nắm một chút lợi thế. Trong trận đấu quan trọng như thế này, một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến họ phải ôm hận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.